Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Mr. Yaro. Mình là Thảo Hoàng, cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc tham dự U23 châu Á. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, Hàn Quốc là một trong những đội tuyển đầu tiên công bố 22 cái tên chính thức tới Thái Lan săn vé dự Olympic. Một tin vui cho các cổ động viên tại xứ sở kim chi cũng như các fan nữ tổng châu Á là năm thần sân cỏ Yeon Sae-won cũng có tên trong danh sách này. Chờ đợi cũng phải thôi bởi vì chàng trai sinh năm 1997, sở hữu body vạm vỡ cân đối cùng với gương mặt không khác gì một cây đồ iPop. Cùng Mr. Yaro tìm hiểu về cầu thủ đẹp trai nhất Hàn Quốc tham dự U23 châu Á nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào! Sân cỏ không chỉ là nơi để các tài năng tỏa sáng, mà đó còn là nơi hội tụ những cực phẩm đốn tim người hâm mộ, đặc biệt là hội fan girl. Những ngày gần đây, netizen Hàn Quốc ráo riết truy tìm danh tính chàng cầu thủ đẹp trai gây sốt mạng xã hội nước này. Sở hữu gương mặt không gốc chết cùng lối chơi kỹ thuật, chàng cầu thủ trẻ thực sự khiến hội chị em say như điếu đổ. Đã đá bóng giỏi lại còn đẹp trai nữa thì ai mà chịu nổi. Hãy cùng Mr. Yaro tìm hiểu về chàng cầu thủ điển trai có thể khiến chị em phụ nữ rụng trứng ngay và luôn nhé. Chiều ngày 24 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã công bố bản danh sách 22 cầu thủ lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2020. Được biết, Hàn Quốc là một trong những đội tuyển đầu tiên công bố danh sách này. Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả đó là vẻ ngoài điển trai của một cầu thủ trẻ có tên trong danh sách. Loạt ảnh chụp anh chàng này hiện thu hút hàng trăm lượt like, bình luận rôm rã trên các diễn đàn mạng xứ Hàn. Nhiều fan hâm mộ đã đặc biệt danh cho anh là Nam Thần Sân Cỏ và mọi thông tin về anh cũng nhanh chóng được truyền đi. Được biết, Nam Thần Sân Cỏ này tên là Jung Sung-won, chỉ mới 22 tuổi, anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Jeju, Hàn Quốc và hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho Daegu FC. Anh bắt đầu tham gia vào các giải đấu chuyên nghiệp như Korean FA Cup, K-League từ năm 2017. Tuy sở hữu chiều cao không nổi bật, 1m70, tiền đạo 9x vẫn biết cách chiếm spotlight trên sân cỏ không chỉ nhờ ngoại hình điển trai mà còn nhờ lối chơi xông xáo, kỹ thuật. Theo nguồn tin cho biết, cầu thủ này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các fan nữ mỗi khi xuất hiện tại sân bóng. Nhiều cổ động viên nữ còn cho rằng cầu thủ này đẹp không gốc chết. Anh là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ trẻ của năm tại lễ trao giải K-League Award năm 2018. Tới năm 2019, Sung-won lần đầu thi đấu tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Á AFC Champions League và thể hiện phong độ ổn định. Dù chưa có nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp, nhưng chàng tiền đạo sinh năm 1997 lại thu hút được vô vàn sự chú ý. Nhiều người khẳng định rằng ngoại hình của Sung-won đẹp chẳng kém gì các nam idol Hàn Quốc hiện nay. Tiền đạo 22 tuổi được nhiều người so sánh vẻ ngoài với nam diễn viên Ji Chang-wook, cả hai đều sở hữu cặp mắt to, sống mũi cao và đường nét khuôn mặt góc cạnh nam tính. Thậm chí có người nhận xét anh còn có nét hao hao với những thần tượng đẹp nhất nhì K-pop như Minho, Jin-e và Ji Young, JOJ7. Người khác lại cho rằng ở một số góc hình, cầu thủ này lại có nét giống với diễn viên Trần Nghĩa, thầy Ngạn trong siêu phẩm Mắt Biếc. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là sự so sánh của các fan, còn bản thân của Jung Sung-won dù sao cũng đã đẹp trai lắm rồi. Dù còn khá trẻ, anh chàng đã trở thành trụ cột của đội bóng đang chơi tại K-League với 39 lần ra sân trong mùa giải vừa qua. Tổng cộng, Sung-won đã chơi 3.200 phút mùa trước và có 3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Với sự ổn định của mình, tiền vệ sinh năm 1997 nhiều khả năng sẽ được ông Kim Ha-bum xếp một suất đá chính tại giải U23 châu Á sắp tới. Cư dân mạng bày tỏ nếu anh chàng đủ thực lực để được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì sẽ nổi tiếng không kém gì Sun Heung-min hay là Lee Seung-ho. Jung Sung-won hiện là gương mặt đại diện cho các hoạt động truyền thông của câu lạc bộ Daegu. Chàng tiền đạo điển trai này đủ sức hấp hồn mọi thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ, sự thân thiện đáng yêu. Bên cạnh đó, ai cũng phải công nhận là anh có cơ bắp khỏe mạnh, ít hầu lộ rõ và xương quai hàm sắc nét cực kỳ cuốn hút. Theo đó, người hâm mộ của Sung-won càng tự tin hơn khi nói rằng đừng đá bóng nữa, quay sang làm diễn viên hay là thần tượng đi. Vẻ ngoài điển trai của chân sút sinh năm 1997 thực sự là khiến các chị em đứng ngồi không yên. Cư dân mạng đã có những bình luận suýt xoa về vẻ đẹp nam tính xuất chúng của Jung Sung-won. Ngày càng có nhiều cầu thủ trẻ và đẹp trai hơn nhỉ, kiểu này là phải chăm đi xem Daegu FC thi đấu rồi. Khuôn mặt này đủ để làm diễn viên luôn rồi ấy chứ. Tim tôi cứ đập thình thịch khi thấy Jung Sung-won chơi bóng, mồ hôi đầm đìa, trông sexy vô cùng luôn. Ôi, làm cầu thủ bóng đá có cần đẹp trai vậy không? Riết rồi đã ban toàn lo coi trai đẹp không à, dạo này cầu thủ ai ai cũng đẹp trai hết là sao? Mỗi lần khuôn mặt của Sung-won phát trên màn hình lớn của sân vận động là mọi người xung quanh tôi lại ồ lên. Sau này không đá bóng nữa thì vẫn có thể làm khách mời trên các TV show nhờ, khuôn mặt đẹp trai ấy. Trong cộng đồng hâm mộ người bóng đá Việt, những hình ảnh cầu thủ này cũng đang được lan truyền rộng rãi. Nhiều fan nữ tỏ ra rất thán phục và sẵn sàng rụng trứng vì vẻ điển trai của anh chàng này.
Tuy nhiên, bên cạnh không ít những lời khen ngợi dành cho tiền đạo của U23 Hàn Quốc, thì số khác lại cho rằng dàn visual của U23 Việt Nam đỉnh cao hơn và vẫn đủ sức để khiến cho hội fan girl mê mệt. Đính kèm đó là hình ảnh Đình Trọng, Tấn Sinh, Trọng Đại hay Trần Danh Trung. Hàng Việt Nam mới là cực phẩm. Kể thì cũng đẹp trai lắm đấy, nhưng mà thua các cầu thủ Việt Nam nhé. Đúng là đẹp như tranh vẽ thật đấy, nhưng lại có cảm giác không thực, vẫn U23 Việt Nam đẹp trai hơn. Có nét giống Tấn Sinh, nói chung là có triển vọng đấy, sẽ theo dõi xem sao. Đẹp đấy, nhưng rất tiếc chị em cổ vũ U23 Việt Nam mất rồi, đẹp mấy thì cũng dịp nhé. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận nét đẹp tự nam thần của cầu thủ mang áo số 18 của câu lạc bộ Daegu đang sở hữu. Hiện Trần Sơn Quân sở hữu một tài khoản mạng xã hội duy nhất là Instagram, trang cá nhân của tiền đạo U23 Hàn Quốc có hơn 120.000 lượt người theo dõi. Anh chàng rất chăm khoe hình selfie, mỗi bức ảnh mà anh đăng tải luôn nhận được hàng chục nghìn like từ fan. Riêng khoảnh khắc khoe mặt mộc đẹp không tì vết của Trang Sơn Quân thôi cũng đã nhận gần được 30.000 lượt like từ dân mạng. Ngoài sân cỏ, 9X sở hữu gu thời trang ăn mặc năng động, đơn giản. Khi diện vest, nam thần sân cỏ được hết lời khen ngợi bởi vẻ ngoài lịch lãm đầy cuốn hút. U23 Hàn Quốc không cùng bảng đấu với U23 Việt Nam tại giải vô địch châu Á lần này. Đội bóng của tiền đạo trẻ nằm ở bảng C, bảng được đánh giá là khó nhất với sự hiện diện của đương kim vô địch Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. Là một trong số 22 cầu thủ được đăng ký trong danh sách sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trần Xuân Quang hứa hẹn đây sẽ là cái hút fan của U23 Hàn Quốc và bản thân anh cũng sẽ nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ cùng theo dõi hành trình của Trần Xuân Quang tại U23 châu Á và đừng bỏ qua cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp điển trai của anh chàng này nhé. Nếu thấy video này thú vị, nhớ đừng quên like, share và cũng đừng quên nhấn vào buổi tượng trưng thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh Mr. Zero nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.